Đi. Lên đường. Đi ăn phở. Phở quá sang. Hả sang. Chết ghê. Ừ, ăn mừng mới Lê Quang mới đi chích Covid về nha các bạn. Đi. Được không? Được. Đi xuống đi. Em ngồi chính giữa đi. Đúng rồi, em ngồi giữa anh đi đi ra đi. Bên nào? Bên đây bên này đi. Bên này đi. Nhảy, nhảy. Bên ngoài kìa. Chúng chị lên dài dễ sợ. Ồ, bà ngoại. Trên xe gồm có Thiện Trương lái xe, Linh Trần ngồi trước. Vậy nó mới nói tôi chân dài. Trời ơi, mỗi lần mà em má thấy, lên xe đi má. Em lên xe bả mà em lái á, là em phải xích cái ghế lên phải. Thằng Thiện nó chân nó ngắn ngủn quá à, anh ơi, nó lưng nó dài làm biến lắm. Lưng dài làm biến lắm, anh Quang cũng lưng dài nè. Má đóng cửa lại má. Quên cái khẩu trang rồi. Vậy hả? Thôi lấy cái khẩu trang này đi. Rồi. Bây giờ hôm nay đi bắt đầu đi ăn phở. Phở gì? Hoa sen. Thôi đi ăn phở khác nha. Không. Không. Không chịu. Anh đi ăn phở khác nha. Rồi. Không chịu. Phở hoa sen mới chịu. Mà lên. Rồi. Ăn phở khác nha. Không. Không. Thiện. Ừ. Ăn phở khác nha. Ôi. Nói cho hôm nay anh Quang mới đi chích Covid xong mũi thứ nhất. Mà mắc cười lắm. Mới ngủ dậy cơm đó. Anh đi chích. Đi chích gì? Chích Covid. Ủa ở đâu mà anh chích? Cái nói có người sắp hàng sẵn ở Nhân Hòa. Ở Nhân Hòa bây giờ ai mà muốn chích Covid á thì cứ đi ra Nhân Hòa ngay đường Gành Rô á. Mà không để có gì kiếm địa chỉ, có gì ai mà muốn thì nhắn cho Tám đi, Tám nhắn cái địa chỉ đó cho. Tới đó sắp hàng là người ta cho chích à. Mà mấy tuổi mới được anh? Em thấy nhiều thứ, nhiều tuổi lắm. Không, nhưng mà từ bây giờ người ta ưu tiên là ai mà chưa chích á mà 65 trở lên. 65 over nó có đường riêng á. Có đường riêng, rồi từ 50 cho tới 64 mà ưu tiên cho những người bệnh có bệnh này kia nọ thì giống như anh Quang là bị tiểu đường. Thì sẽ được chích trước, bởi vì có người guideline ưu tiên là vậy. Buồn sáng tới anh bên hỏi ủa em có giấy chứng nhận bệnh tiểu đường, làm gì có giấy chứng nhận bệnh tiểu đường. Không có anh Quang, đưa cái chân ra nói nè tiểu đường nè, bắt nữa cái chân đó cái chân thôi chứ làm gì có chứng nhận bệnh tiểu đường. Coi có hay đi tiểu ngoài đường không. Bệnh quay phim có được chích không? Hả? Bệnh quay phim có được chích không? Chưa có gì hết, đeo khẩu trang vô rồi. Chích đúng là cảm giác gì nữa lắm. Không, nó chích nhanh lắm anh. Ừ, không ẹt cái xong rồi nó ra đó ngồi 15 phút về. Chưa đầy 2 giây. Không có đau gì đâu. Không có đau gì, không có thấy gì luôn á. Chỉ giống còn ít hơn thử đường nữa chứ. Sao mũi em chích cái gì nó đau lắm anh? Em Pfizer hay là Moderna? Bà chích Moderna. Anh chích Moderna. Maradona, anh Maracaray. Anh Pfizer. Maradona. Maracaray. Anh chích giống như bà nội Gigi á. Bà nội con. Không cảm giác. Mà mỗi anh chích Lady Gaga. Má thì chích Maradona luôn nè. Nhưng mà má ngày thứ tư này là mới chích. Nhưng mà không biết đang tính vụ má làm sao nè. Sao? Không chết, chị sao? em có người chích Moderna mũi thứ hai rồi, về nói là khi mình chích xong á là trước khi mình chích mình phải ăn cho no đúng không? Mình đi chích xong về là mình uống thuốc 2 viên acetaminophen vô liền, rồi xong á là mình nằm nghỉ nguyên ngày luôn, chứ đứng dậy đi sẽ bị choáng váng. Thì đúng rồi, nó dễ bị chóng mặt. Chị có nói ủa má nãy má nói gì má không chích hả? Má không chích. Giờ bà ngoại quyết định là không chích á bạn. Sáng giờ cũng nhiều người gọi điện thoại cũng nói bà ngoại cũng có nghe là khuyên ngoại chích đi này kia này kia không sao đâu, nhưng mà giờ quyết định là quyết định của ngoại, cho nên là mình phải theo quyết định của ngoại vậy thôi. Phải đi chích có ông kêu nó ủa sao không thấy lại quay. Không thấy bà Tám lại quay à? Nói bà Tám lại quay liên quan đi chích. Để tối nay còn có gì coi trên YouTube là có à. Ngày mai mới có.
anh tới anh chích nhanh lắm hả? Anh Quang đi à, thì có cái anh nào là cũng anh đi xuống anh hỏi thì anh Minh với ông Quang nói là cái chân bị đó. Thì ông nói ờ vậy đi theo ổng lên thì ổng gửi vô. À, người Việt Nam hả? Ừ, Việt Nam phát gì đó. Nhân Hòa nha các bạn. Bà Linh lo đi chích đi. Bà Linh phải lấy chứ giấy chứng nhận tiểu đường. Trời ơi, chút nữa đi ăn phở về bà chạy tới đó bà xếp hàng bà chích đại đi chứ. Giờ này 12 giờ hết rồi. Má phải suy nghĩ cho kỹ má quyết định nha má. Tối đó là con mấy buổi tối mà má chích xong là con túc trực cho má, còn má không chịu thì thôi. Đó. Má lúc nào cũng sợ phiền con cái hết á. Không, nó là từ 7 tới 9 tiếng đầu thôi. Nếu ngoại chích sớm thì tới chiều tối là ngoại cũng ok rồi. Nguyên ngày là xong. Chích về rồi nằm thôi. Cho nó ăn lại. Nằm cừ quá. Má chích về nằm gần mình đi má, vui mà. Có cái cô kia cổ mới gọi sáng, cổ nói là con của cổ làm về cái thuốc này nè, giống như là làm trong cái ngành như là cũng gì đó, nói là ai á mà chích á mà có như là nó ép phê á là nó tốt. Chứ không phải là ai mà không ép phê là người đó yếu. Ở giống như là ví dụ như ba gì có một người người trong gia đình của cổ chích mà không có thấy gì, không thấy mệt, không thấy gì á, là có nghĩa là cơ thể nó không có đáp, như là không có gì ta kêu quánh nhau luôn. Nó không có quánh nhau với cái con đó. Người nào mà có ví dụ như tác dụng mệt này kia là tốt á thì cũng là đi trùng vô trong người chứ gì đâu. Giống như nó quánh nhau á. Vô đó nó quánh độn trọng á. Giống như là được chẳng đâm vô mà ruột. Cổ giải thích gì nè. Cổ giải thích gì nè, giống như nhà mình có ăn trộm đi thì á mấy đứa con mình nó trẻ nó đánh với ăn trộm được, còn dụ mình già yếu ngồi im re đâu đánh nổi ăn trộm đâu. Cười thôi. Thì đó là mình yếu mình mới đánh, mới mới mệt. Nếu mà mình mạnh khỏe là mình đánh lộn với nó là tốt. Đó là cô giải thích vậy á. Bà thơ bữa qua chích xong bà về bà ngủ suốt là bà yếu. Vậy? Không, bà bị mệt, bà mới là tốt khỏe. Bà đi ngủ. Tại mệt quá đi ngủ chứ đâu quay được. Đó là tốt á. Xong bắt đầu để chích mũi thứ hai coi anh có bị giật lộn với nó không nha. Nếu mà anh mà không có giật lộn cái gì là anh yếu đó. Anh đừng nghĩ là anh không bị gì là tốt đâu, bị mới là tốt. Ý mà những người mà bị Covid rồi mà chích xong thì sao ta? Bị Covid rồi là không có chưa có chích được liền đâu. Thì 3 tháng sau. Em qua gặp một người bị rồi á, xong cái ta nói chưa dám chích đâu, tại vì bị rồi cho nên không có chích. Cơ thể nó có con đó rồi, con đề kháng hết rồi nên chích vô thì nó đánh lộn. Nó đánh hai con. Hai con tự đánh lộn với nhau, coi như là nội chiến. Không được. Hai con quýnh nhau cái người chết. Nội chiến. Mẹ em chích về chị. Mũi đầu tiên á mà sốt 3 lần luôn á. Trời ơi vậy hả? Rồi mũi thứ hai. Mũi thứ hai chưa chích. Ủa vậy? Bà chích về mũi đầu tiên á mà sốt 3 lần ngày luôn á. Cứ hả 2-3 tiếng nó lên, nó sốt lên lần, 2-3 tiếng nó sốt lên lần. Chích cảm cúm thường nó cũng bị hả? Mà bà dở cái tay lên không nổi luôn á. Anh Tuấn Nguyễn Ánh nói là bây giờ một là bàn với gia đình, đa số thắng tiểu số, gia đình có 9 người thì biểu quyết coi ai là muốn má chích, ai là muốn má không chích, nhưng mà cuối cùng là quyết định của má. Đó, cuối cùng là quyết định của má thôi. Má lơ. Má lơ, má chơi kỹ má. Ngoài đeo mắt kiến đẹp quá ta. Má lơ má. Má làm lơ. Ngoài đeo mắt kiến đẹp quá. Nhưng mà già nên chết chứ. Trẻ người ta còn khoái chích nữa ha. Bây giờ trẻ chích người ta còn ham đi chích đâu mà, cũng được mà không được chích. Mà già được chích thì mình chích. Người lớn tuổi được ưu tiên chích đầu tiên. Hôm qua bác sĩ Mai Cụ Đào nói sao á?
thải. Chích thoải mái, thải vàng, bác ngày hôm qua gọi cho bác sĩ nói với lại là hỏi Lê Quang là có chích được không. Cái bác sĩ mới nói là trời ơi, đăng ký được ở đâu chích thì cứ việc chích đi, chích đi, chứ chỗ bác sĩ chưa có chích, chưa có thuốc để chích. Bác sĩ nói vậy đó, thì nói nếu mà đăng ký được chỗ nào chích thì cứ việc chích thải vàng đi, cứ việc chích đi, không có sao đâu. Có người nói cái người kia bị bệnh tim chích, nhưng mà có người ta comment ta nói người mà chết bị bệnh tim nó không có liên quan tới cô vaccine. Không, mẹ con nè, mẹ con bị bệnh tim đó, mẹ em bị bệnh tim chị thôi. Hỏi bác sĩ hỏi lắm luôn á, hỏi là ok bây giờ bệnh tim chích được không này kia nọ, rồi cao huyết áp thấp chích được không, hỏi đủ thứ bệnh. Bác sĩ nói này không có liên quan gì hết á. Người chết đâu có liên quan, trên đầu ngón tay ba bốn người chết thì có ta bị bệnh khác, một mấy cả triệu người chết, người tại vì người ta có bị bệnh gì đó chứ đâu phải là chích chết đâu. Độ lúc đó làm cho người ta hoang mang, người đó sợ, cứ kêu tới ai thì người đó đi thôi. Giờ không chích chốt cũng vậy à. Mà xít chưa được. Hình như cái mũi hả? Cái mũi Pfizer này làm cho anh Quang tăng động như vậy. Quang anh sung sướng quá. Ông tăng động mấy bữa nay rồi. Động dễ sợ luôn. Mấy bữa nay ông đòi chích, bây giờ bữa nay ông được chích, ông phái kìa. Mặc kiến đâu đẹp vậy má? Mặc cái áo này lâu lắm rồi bò trong này nên đi tìm. Ủa vậy? Bây giờ lấy ra thấy. Mắt kiến á đẹp ở đâu? Ở đâu có? Con mua lâu rồi. Con mua lâu rồi. Nhớ hay không? Má nhớ hay lắm á. Ai tặng cho má cái gì áo gì mình cái như là mắt kiến này kia là má. Rồi bữa Tết má được lì xì nhiều tiền không? Nhiều. Hỏi gì vậy? Ai lì xì nhiều nhất? Ai lì xì nhiều nhất? Con nhiều. Con lì xì nhiều nhất hả? Ừ. Sao má nhớ ai vậy? Sao má biết? Cái bì của con đặc biệt. Cái bì của con đặc biệt ghê không? Chiếc bì của con mà không đặc biệt má đâu có biết ai đúng không? Ai lì xì đúng không? Rồi tới rồi. Ê Thiện, tao mày bữa nào đi gym tập thể dục coi. Ok. Cho vô nhà rồi hả? Vô quay phim. Ô dẹp cái còn ở ngoài lều. Nó nửa trong nửa ngoài. Ai muốn tập bà ngoài thơ tập, vô, bà thơ vô quay trong. Thiện cho nó tập sao. Rồi tới phở Hoa Xoan bên thềm cũ rồi nha các bạn. Đậu trên bên thềm cũ luôn hả? Đó đậu ngay chỗ cái Bắc Kinh ngay đó luôn. Trời ơi, ta ngồi đâu ha? Ta ăn đông ghê. Định đi đây hả? Định đi giống Việt Nam. Bông xoay dân chủ hả? Định đi giống Việt Nam. Trời ơi, đông quá vậy. Hoa Xoan bên thềm cũ chỗ này đẹp, yên tĩnh. Số địa chỉ là 12111 D E. 12111 D E, đường Brockhurst nha. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Chà đây các em. Đeo khẩu trang vào có cái tấm gì. Thiện bấm xe chưa thầy? Bấm rồi. Yeah. Muốn gãy mũi luôn á. Rồi mẹ. Chị ăn xong rồi hả? Dạ nhá. Bạn chị. Tôi đâu biết. Cho anh một cái đặc biệt có bò viên tô lớn. Bò hả? Má ăn phở gì? Phở gà đi. Phở gà hả? Mở mắt kiến ra đi má. Tôi nhỏ. Má ngồi bên này nè. Gà tôi nhỏ đó. Cho má ngồi. Cho chị phở gà luôn đi. Gà. Chị muốn nói, chị muốn nói với thơ là chị kêu thơ.
Chị muốn không? Chị muốn, nhưng mà gì? Ở ngoài xe có. Có không? Ờ, nhưng mà em không có cái viết để lên lên cho ra xe lấy. Chị có biết không? Ờ, dạ, 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 em ký ra. Thì gặp một chị fan. Hôm nay ngoài anh bận gì? Bận gà. Bận gà. Không có đi về Việt Nam được nữa. Chị lấy ghế ngồi. Chị đợi Linh lấy cái đĩa vô. Dạ. Chị ở cách đây 2 tiếng lận hả? Wow. Chị tên gì để em Nguyệt. Chị Nguyệt hả? Với lại chị muốn hỏi, tại vì nhiều khi chị muốn chơi mà chị không biết nói sao. Tại vì cái nhân viên Nam chị không nói rành đó, biết không? Dạ. Đó. Chị thấy bác có mẹ của thơ có cái cô có tới cô giúp. Chị Hương, chị Hương đó. Làm sao được, thì mẹ chị cũng 80 mấy tuổi rồi. Đăng ký gì đó em cũng biết, bà chị của em bà đăng ký á, em biết làm đấy đó. Bà chị của em bên chị nhà bà đăng ký cho ngoại nha. Được người ta tới. Dạ. Chào bác. Dạ. Mới biết nữa nha. Bởi vì bây giờ chị biết cái số phone chị coi. Dạ, chị có số phone của em ở dưới sau cuộc liên quan gọi cho em nha. Ok, ok. Bây giờ thơ biết bà chị. Dạ, ok chị Nguyệt. Ok, cảm ơn chị Nguyệt. Dạ, ba chị. Dạ, ba chị, dạ. Bánh cam. Bánh xếp là hả? nhiều quá em, hai dĩa thôi, cất bớt đi. Ở đây 3 dĩa luôn. Có một dĩa thôi, đây, một dĩa thôi. Hai dĩa rồi, Trời ơi, Cam Linh á, thèm Cam Linh. Cam Linh về rồi, không có được các bạn. Ngỏi. Má cũng quên luôn. Nó giòn ngon ghê. Ở đây là nước gì mà mua 2 tặng 1 á? Rau má với cái gì? Với gì nữa? Mới có nước sâm. À, nước sâm. Ở đây có nước rau má mua 2 tặng 1 nước sâm đó. Thì giờ mình kêu nước tặng. Nước rau má. Ba cái rau má. Là làm 2 tặng 1 á. Dạ. Một cái soda xí muối. Rồi 5 cái đó lận. Thôi được, khỏi đó lận. Dạ, một cái đó lận. Lấy 2 đá lận. Với lại 3 rau má. Với lại 3 tô phở gà. Đây. Tô lớn rồi đây. Đó, đây 3 gà thường nha. Chỉ với gà mình sao. Rồi 2 cái nhỏ. Đây. Khăn khiều. Mát đi mát. Anh sau nha. Ai bữa anh ăn đặc biệt quá anh chị. À, hành giấm nha em. Hôm nay tự nhiên tắm ăn phở gà chung, bắt trước chung mấy người này luôn à. Bình thường nó mấy con phở bò mà chỉ mấy người nè. Rồi bà Linh, ông Quang đòi ăn phở gà hoài. Anh nói bữa nay anh đổi phở bò anh cũng không ăn. Đổi phở gà. Phở bò ngon muốn chết luôn. Nhưng mà bữa nay thử bắt trước mấy người nè ăn phở gà luôn. Anh Quang sáng giờ ăn cười hoài luôn. Ta cười lộn thuốc. Anh có bị chích lộn thuốc không anh? Chích thuốc cười rồi. Chích thuốc cười. Rau, con mặt rau cho mày. Bị lây tâm má rồi. Lây tâm má anh thầy ạ. Xin mời các bạn ăn một phơ. Sô cô. Cái gì vậy? Gớt xuống. Chị mới tới đây lần đầu tiên nha. Chị coi em, chị tới đây lần đầu tiên hả? Dạ. Ok không chị? Ăn rồi đúng không? Ngon ha.
Trời ơi nóng quá. Mở mở áo lạnh nha. Ngon quá. Ngon quá. Đó, hiện nó làm giấm tám á. Hành giấm là bỏ ớt tỏ vô. Xong bỏ miếng đường vô. Ai mà không có bị tiểu đường á, bỏ miếng đường vô. Dạ, dạ anh ba gì? Phải gì anh giấm thì nó có đường, nó chặt. Quang ăn tô phở. Ổng thêm một cái dĩa gà riêng nữa. Em có sữa đậu nành, kỳ trước thì như em có thấy anh chị hỏi đó. Anh chị có muốn sữa đậu nành hôm nay không? Sữa đậu nành hả? Dạ. Muốn uống sữa đậu nành không? Không được. Thôi em có sữa đậu má. Ok. Cảm ơn anh. Sữa đậu nành không được, không được. Ở đây có sữa đậu nành nữa nha. Đẹp quá rồi. Chỉ hả? Vậy chị không chỉ không? Cái mắt chị mới mở. Ê, Cam Linh nó về về trên nhà chị qua lại á. Chị Khanh thì mắt chỉ chưa có được ấy cho nên chị đeo chưa được. Trời, công nhận chỉ mặc áo xanh chị đeo khẩu trang xanh. Đông thì đông á, chỉ mặc áo gì thì cũng cho khẩu trang xanh. Tiếp ông Thiện thứ sáu mới bắt đầu hả? Ví dụ như người ta coi cái clip của mình, người ta muốn đi chích thì người ta phải làm sao? Tới ngày dự phút thì con xui là ai tới trước được trước. Ai tới trước được trước, nếu vậy là thứ sáu. Thứ sáu đó, thứ sáu là người ta chỉ chích by appointment cho những à, hẹn thôi. Còn thứ bảy đúng không? Thứ bảy là người ta mới chích xã vàng. Nhưng mà ưu tiên thì ai 6 năm trở lên là chưa chích là mới tới 50 tới 65. Ưu tiên cho ai 60 trở lên. Bữa trước Tết á Tấm cũng kêu ba mẹ An đi chích. Dạ không còn no. Không biết giờ này chích chưa nữa. Gọi An thử thôi ba mẹ chích chưa. Ủa An ba mẹ An chích ngừa ở Nhân Hòa chưa? Chích rồi hả? Chích rồi, chích mũi đầu tiên. Ok, chích rồi, ok. Rồi, hỏi thăm bữa giờ quên. Có ai muốn chích để hôm tới hẹn hả chị? Có, anh Quang. Anh Quang mới đi chích rồi nè. Anh Quang tới mới đi chích, tới sắp hàng đi chích luôn à. Vậy hả, sắp hàng hả? Ủa, anh Quang trẻ mà nó cho phải không? Ừ, ra luôn, ừ. Để em đi gọi chị em lại chích hàng. Ê, đúng rồi, bây giờ tôi về đi liền đi. Ê, bây giờ đi liền đi. Thôi bây giờ đi liền đi sắp hàng là được chích à. Không, trời ơi. Ê, để em đi bán lệnh qua, bán nhỏ, bán đi quá thì qua à. Ủa vậy hả? Bán cho. Ủa, bán quan còn trẻ mà nó còn cho. Cho. Bây giờ kêu sắp hàng đi, bây giờ nó đang cho chích á. Nha. Rồi, ba An. Ủa, chích rồi ba má. Ba má của An cũng đi chích luôn. Ba An đăng ký cho ba má An á là lâu rồi mà không mới kêu. Cái xong cái An cũng lo nó trời sao lâu không kêu, cái tự nhiên tám kêu An đi á, bây giờ tới đó chích á. Cái bây giờ chích xong rồi đó. Chích mũi đầu tiên xong rồi đó, bây giờ chích mũi thứ chờ mũi thứ hai. Bên mình trời nắng quá trời. Mà gió nó mát chứ không có lạnh như không. Mùa đông mà mặc ở đồ hở hang ghê chưa các bạn. Sợ lạnh đó đẹp á, áo lạnh không mặc. Cửa nhà hàng là mở đó nha. Cửa mở là quan kìa. Mà không có lạnh. Hai chị.
hay là tám hả? Theo chân đi tới đây ăn nè. Thưa bác nó khỏe không? Anh ăn khỏe hả? Theo tới ăn tỏi nè. Dạ. Ủa, con trai chị lớn mà. Nhìn lớn thì sợ luôn. Trời ơi. Ăn xong chưa chị? À, mới đem ra thôi, ăn đương hơn một miếng. Okay. Cảm ơn chị nha, có gì alo. Người ta ngủ ngoài ăn đông lắm đó các bạn. Quá trời bàn. Mát mà đâu có lạnh đâu. Mát. Cảm ơn anh. Bà để luôn hả? Ừ, sao đâu. Bà không có biết. Bà không có biết. Ok, thôi bây giờ mình phải tranh thủ mình đi về để mình cho bà Linh bà đi chích. Tới nhân hoặc là chích cho lẻ 12 giờ người ta đóng cửa rồi. Ok thôi nha, bye bye các bạn tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Nhớ tới đây ăn phở hoa xoa. Bye các con. Anh bye bye anh. Bye các bạn. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.